một quốc gia yên bình và xinh đẹp, một Việt Nam hòa bình, năng động và thân thiện, một môi trường đầu tư đầy tiềm năng và tuyệt đối an toàn. Lặng thầm phía sau Việt Nam tươi đẹp ấy là những người chiến sĩ quân đội nhân dân, công an nhân dân ngày đêm bảo vệ vùng đất, vùng trời, đấu tranh phòng chống tội phạm, mang lại bình yên về cho Tổ quốc. Và chúng tôi tự hào khi được góp phần vào việc giữ gìn sự bình yên ấy. Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI là đơn vị chuyên cung ứng những sản phẩm, giải pháp, chất lượng hàng đầu cho nền công nghiệp an ninh quốc phòng của Việt Nam. Sứ mệnh của HTI là đóng góp và thúc đẩy sự phát triển của nền công nghiệp an ninh quốc phòng với những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, phù hợp nhất, hiện đại nhất, đáp ứng toàn diện yêu cầu phòng chống tội phạm và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trải qua 5 năm hình thành và phát triển, HTI đã khẳng định được vị thế và tạo niềm tin với các khách hàng trên khắp lãnh thổ Việt Nam. 5 năm là khoảng thời gian tương đối ngắn, khoảng tương đối non trẻ. Nhưng tuy nhiên HTI chúng tôi đã nỗ lực không ngừng trong suốt thời gian từ ngày thành lập đến giờ. Chúng tôi là nhà phân phối và đại diện độc quyền của trên 100 hãng sản xuất trên toàn thế giới, là nhà cung cấp của cho các tổ chức như là Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cái khách hàng ngoài quốc doanh. HTI được thành lập ban đầu chỉ có 4 thành viên tại một văn phòng nhỏ tại số 47 Trung Kính, Hà Nội. Những ngày đầu công ty còn non trẻ, năng lực kinh nghiệm còn chưa có nên là gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên tất cả các cán bộ của HTI đều có chung chí hướng và niềm tin vững vàng, nỗ lực hết mình để giới thiệu và mang những sản phẩm tốt nhất cho lĩnh vực an ninh quốc phòng của Việt Nam. Đến nay thì hình ảnh của HTI đã tạo được những dấu ấn tốt đẹp với tất cả các khách hàng. Thành công của HTI hiện nay đó là chúng tôi luôn tập trung vào yếu tố con người, đặt mục tiêu là tạo điều kiện cho các cán bộ nhân viên mình học hỏi, phát triển, nỗ lực không ngừng, thỏa sức sáng tạo. Ngoài ra thành công nữa đó là chúng tôi sự ủng hộ của các khách hàng trong nước, đối tác trong nước cũng như là sự ủng hộ của rất nhiều đối tác trên toàn thế giới tin tưởng, đặt niềm tin vào chúng tôi. Uy tín của HTI thì nằm ở cái sự hiểu biết về sản phẩm, hiểu biết về công nghệ và hiểu biết về thị trường. Và khách hàng hoàn toàn tin tưởng HTI khi mà được HTI cung cấp những cái dịch vụ sau bán hàng cũng như là những cái sản phẩm dịch vụ mà công ty đang cung cấp từ việc đào tạo, hướng dẫn, triển khai. Tôi nghĩ rằng đó là cái sự thành công của HTI. Sau 2015 thì Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự đã quy định rất là rõ dữ liệu điện tử là nguồn chứng cứ. Do vậy thì từ thời điểm đó đến nay, cái lĩnh vực kỹ thuật số điện tử đã được các đơn vị nghiệp vụ quan tâm hơn rất là nhiều về cái việc là điều tra kỹ thuật số điện tử. Chính vì vậy thì HTI đã tập trung vào mảng lĩnh vực này từ năm 2017 đến thời điểm hiện tại. Chúng tôi hiện đang là đối tác chính của các cái công ty như là Cebrite, chuyên về mobile forensics, chuyên về kỹ thuật số là điện tử trên điện thoại, hay là như Magnet, như là Hancom, hay một số các công ty chuyên về computer forensics khác như là STK hay NK. Ngoài ra thì chúng tôi còn hỗ trợ đào tạo cho các đơn vị nghiệp vụ trong ngành công an cũng như là trong và ngoài ngành công an về kỹ thuật số điện tử và hỗ trợ họ trong các vụ việc, các vụ án lớn hiện nay. Một số tình huống mà họ cần có sự hỗ trợ từ HTI, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và đã hỗ trợ đắc lực. Các sản phẩm của HTI cung cấp đều đến từ những thương hiệu uy tín hàng đầu trên thế giới cũng như được tin dùng bởi các đơn vị thực thi pháp luật trên toàn cầu. Có thể kể đến các tên tuổi như Verin, Cellebrite, Magnet, Fleur và Rigaku và rất nhiều thương hiệu khác. Với mỗi một danh mục sản phẩm được đưa ra thì chúng tôi đều cố gắng nghiên cứu kỹ lưỡng yêu cầu của khách hàng và tiến hành tìm kiếm, so sánh các sản phẩm khác nhau của những hãng khác nhau để có thể đưa ra được những sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng về mặt thông số kỹ thuật, tính năng cũng như về mặt chi phí. Trong một lĩnh vực đặc thù như thế này thì chúng tôi phải làm việc hết sức là cẩn thận và tỉ mỉ. Chất lượng sản phẩm luôn là ưu tiên số 1. Cùng với đó là dịch vụ hỗ trợ kèm theo suốt quá trình sử dụng sản phẩm của khách hàng. Chúng tôi luôn dồn hết tâm sức vào mỗi dự án. Đó là một trong những yếu tố tiên quyết để tạo nên sự kết nối thành công giữa HTI cũng như là với khách hàng trên cả nước. Nhắc đến HTI là nhắc đến một thương hiệu với sản phẩm chất lượng, dịch vụ tận tình, chăm sóc chu đáo. Và lựa chọn HTI, khách hàng không chỉ lựa chọn một đối tác tin cậy mà còn là một người bạn đồng hành thân thiết trên suốt chặng đường phát triển của mình.
Việc thành lập văn phòng đại diện của HTI tại Hồ Chí Minh vào ngày 13 tháng 4 năm 2020 đã đánh dấu một bước phát triển nhanh và vượt bậc của công ty. Khi số lượng khách hàng tại khu vực phía Nam ngày càng lớn, việc thành lập văn phòng đại diện giúp chúng tôi thực hiện tốt hơn việc gặp gỡ, trao đổi với khách hàng, nắm bắt cụ thể những mong muốn và yêu cầu của khách hàng bất cứ khi nào khách hàng cần. Thì đang sử dụng những cái công cụ mà nó thuộc loại về hiện đại nhất thế giới hiện nay như là UFED, PowerPC, Magnet Computer, Magnet Mobile hay là NK Forensics. Đây đều là những cái công cụ về mặt phần mềm là đứng đầu thế giới về kỹ thuật số điện tử. Ngoài ra thì chúng tôi có những cái năng lực đào tạo rất là tốt để hỗ trợ cho các đơn vị nghiệp vụ, và thực tế rằng chúng tôi cũng đã đào tạo cho các đơn vị nghiệp vụ rất là nhiều trong suốt 2 năm vừa rồi. Trước sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trí tuệ nhân tạo đang được phát triển mạnh mẽ và ứng dụng ngày càng phổ biến trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Trong lĩnh vực an ninh quốc phòng cũng vô cùng cần thiết. Đó là lý do vì sao chúng ta phát triển ứng dụng HTI, dù được thành lập và đi vào hoạt động chưa lâu, nhưng đã nghiên cứu và phát triển các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ tối đa cho các lực lượng thực thi pháp luật thực hiện công việc nhanh và gọn nhẹ hơn. Có thể kể đến như phần mềm chống công, điểm danh bằng khuôn mặt, hệ thống phát hiện vi phạm giao thông, phần mềm làm rõ biển số xe hay hệ thống phân tích video, video insight. Với mong muốn đóng góp vào cái sự phát triển của ngành công nghiệp an ninh quốc phòng của Việt Nam thì công ty HTI đã và đang làm việc với các nhà sản xuất uy tín trên thế giới nhằm tiếp nhận cái việc về chuyển giao công nghệ cũng như là nghiên cứu sản xuất các sản phẩm nghiệp vụ phục vụ công tác và cái nhu cầu trong nước. Thì đây là một cái định hướng chiến lược dài hạn và chúng tôi đang từng bước thực hiện việc đó, bắt đầu từ những cái linh kiện, phụ kiện và những cái sản phẩm đơn lẻ trước khi tiến tới cái mục tiêu về những hệ thống tích hợp. Để thành công thì cái mục tiêu này đòi hỏi nhiều công sức, thời gian và tài chính. Tuy nhiên với cái sự quyết tâm và đồng lòng của ban giám đốc cũng như là tập thể cán bộ công nhân viên thì chúng tôi tin tưởng vào cái sự thành công cũng như là tương lai của các sản phẩm về an ninh quốc phòng với cái hàm lượng chất xám và trí tuệ Việt. Với tôi, HTI chính là gia đình thứ hai của mình. HTI luôn cố gắng tạo ra môi trường thân thiện, thoải mái cho tất cả các cán bộ nhân viên được cống hiến và thể hiện năng lực của mình. Chúng tôi luôn kiên định với niềm tin và định hướng mà công ty định ra và hướng tới. Đối với bản thân mình thì mình thấy rằng là có thể mỗi cán bộ nhân viên của HTI không phải là những con người toàn diện. Mỗi người đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Thế nhưng mà những con người ấy đã gắn bó, đoàn kết với nhau, sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ những với nhau trong công việc. Và sức mạnh đoàn kết ấy thì giúp HTI vượt qua được mọi khó khăn, thách thức để đi đến thành công ngày hôm nay. Có một câu nói đó là muốn đi nhanh thì đi một mình và muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau. Và chắc chắn rằng là những cán bộ của HTI ngày hôm nay sẽ luôn luôn đoàn kết và để đưa HTI ngày một tiến xa hơn nữa và thành công hơn nữa trong tương lai. Giá trị cốt lõi của HTI là yếu tố con người. Vì vậy, HTI luôn đặt yếu tố con người lên hàng đầu, luôn tạo điều kiện cho các cán bộ nhân viên có cơ hội để phát triển, sáng tạo và khẳng định mình. Ở HTI, năng lực là yếu tố quan trọng. Vì vậy, HTI luôn tạo cơ hội cho các cán bộ nhân viên tham gia các khóa học đào tạo để khẳng định mình, trưởng thành và chuyên nghiệp hơn. Keep being visionary, nó là slogan của HTI được chúng tôi lựa chọn. Nó có ý nghĩa rằng là toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty cũng như lãnh đạo công ty có cùng một tầm nhìn, có cùng một mục tiêu, có cùng một khát khao, một hoài bão là cống hiến hết mình. Thành công của HTI là thành công của tất cả mọi người, không chỉ là của ban lãnh đạo công ty hay là của đông HTI. Tôi tự hào là một thành viên của HTI. Tôi tự hào là một thành viên của HTI. Tôi tự hào là một thành viên của HTI. Tôi tự hào là một thành viên của HTI. Tôi tự hào là một thành viên của HTI. Tôi tự hào là một thành viên của HTI. Tôi tự hào là một thành viên của HTI. Tôi tự hào là một thành viên của HTI. Chúng tôi tự hào là thành viên của HTI.